Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Kim Dung xin kính chào quý khán giả và kính thưa quý vị, nhân đầu năm âm lịch vào Tết Kỷ Hợi, đây cũng là thời điểm đã xảy ra biến động chính trị tại Venezuela ngày 19 tháng Giêng nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Một tay độc tài và tham tàn cũng đã biến đất nước Venezuela từ một quốc gia giàu hòa giàu có thành một đất nước hoang tàn và nghèo khổ. Và thưa quý vị, sự kiện Venezuela không là ngẫu nhiên và bất ngờ, là đơn lẻ, nhưng đây là một cái vấn đề điển hình về tình trạng suy thoái của chủ nghĩa xã hội trong toàn cảnh chung của sinh hoạt chính trị toàn cầu sau lần Liên Xô sụp đổ từ năm 1990 ở thế kỷ trước. Và hơn thế nữa, Việt Nam là một đầu mối của sự chuyển động nơi vùng Đông Nam Á đã có những cái tính cách tương tự với Venezuela. Vì thế chương trình được Kim Dung Sương ngày hôm nay chúng tôi cùng nhà văn Phan Nhật Nam trong câu chuyện hôm nay sẽ tường trình đến quý vị cùng về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kim Dung xin kính chào nhà văn Phan Nhật Nam. Chào cô Kim Dung, xin kính chào quý khán giả. Vâng, thưa với nhà văn Phan Nhật Nam, cái chế độ xã hội chủ nghĩa của Venezuela là một cái chế độ đã bị vứt bỏ từ năm 1990 của thế kỷ trước, nhưng mà những kẻ cầm đầu ở châu Mỹ Latin và cùng với vài nơi trên thế giới như là Trung Hoa và Bắc Hàn hay là Việt Nam vẫn áp dụng cái chế độ độc tài cai trị, bóc lột dân chúng và thực hiện những cái sự tham nhũng cấp nhà nước. Cái vấn đề này trong chúng ta sẽ nói là rất là cần nhiều thời gian, nhưng mà thời gian hôm nay thì có hạn. Như vậy thì ông trình bày về cái biến động đang diễn ra cao độ ở nơi Venezuela, thưa quý vị. Vâng, thưa cô Kim Dung và thưa quý vị, đầu năm xin có gửi lời chào, cảm ơn cô với lại cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng ta. Thế thưa với quý vị, cái biến động ở Venezuela cách Việt Nam đến 17.000 km, nhưng mà bắt buộc phải nói vì có những cái điểm tương đồng giữa hai quốc gia. Venezuela là một cái nước giàu nhất của vùng Mỹ Châu Latin, vùng Nam Mỹ. Nó có vàng, nó có nickel, nó có khoáng sản, nó có kim cương, và hơn nữa nó có một cái nguồn tài nguyên đứng hàng số 1 của thế giới, đó là dầu lửa. Và trong những cái thập niên cách đây mấy mươi năm, nó còn đứng trên cao trên cả nước Nga nữa. Nhưng mà tự nhiên tại sao lại nó rơi vào cái tình trạng của những cái ngày của tháng Giêng hỗn loạn như hôm nay? Đó là nó có một cái đầu mối. Đầu mối đó là năm 1998, cách đây đúng 20 năm. Là có Hugo Chavez được một cái tỷ lệ bầu là 58%. Thế cái anh Chavez này muốn trở thành người hùng của châu Á, của đông Nam Mỹ, quốc hữu hóa. Và quốc hữu hóa, cái việc đầu tiên là quốc hữu hóa dầu lửa và tạo thành ra một cái xã hội chủ nghĩa của riêng của Nam Mỹ, được một đồng minh thân cận giúp đỡ trực tiếp và tán dương, đó là Cuba. Thì Cuba tan nát như thế nào từ 1959 cho đến hôm nay thì đã thấy rõ. Thì bây giờ trở lại ở bên Venezuela, Hugo Chavez thực tập làm độc tài lớn, trở thành người hùng của vùng Mỹ Châu Latin và quốc hữu hóa dầu lửa và thực hiện một cái xã hội chủ nghĩa mà kiểu bao cấp, kiểu của Cuba, kiểu của Mao Trạch Đông, kiểu của Việt, của Bắc Hàn, kiểu của Việt Nam. Thì cái tai họa nó xảy ra liền. Từ một nước đang có một cái GDP trong năm 60 đến 80 nó lên tăng đến hơn 82%, một cái nước giàu nhất của vùng Nam Mỹ, thì qua đến đời của Chavez nó chỉ có từ 1998 đến 2013 thì Chavez chết vì bệnh ung thư, thì cái người kế tục lên là Maduro và đưa cái đất nước đó biến thành ra một cái đất nước thảm hại. Đây là vấn đề kinh tế, đây là vấn đề vật chất, đây là vấn đề dầu lửa, đây là vấn đề sản xuất, thì rơi vào cái tình trạng quốc hữu hóa cái ngành mà kinh tế chủ đạo của nước, thì nó rốt cuộc nó không có lợi. Không có lợi thì làm sao?
thì cái đồng tiền Bolivia đó thì năm từ 1217 nó biến thành một cái đồng tiền, nó mất đến một cái lạm phát đến 1.600%. Thì thưa với quý vị, dân chúng Venezuela từ đã có Venezuela đã từng có hoa hậu thế giới sắc dân rất là đẹp, rất là văn minh tiến bộ, nhưng bây giờ đến phải đi bới đồng ra. Thành tự thưa cô, dân chúng như vậy 20 năm người ta chịu cũng được, 1998 đến 2018 thì người ta chịu cũng được, chịu không được cho nên người ta đã xuống đường. Và cái ông chủ tịch quốc hội Juan Guaidó 35 tuổi tuyên bố theo cái nhiệm vụ ở cái ước vọng của toàn dân làm chính phủ lâm thời. Và đấy là tất cả biến động mà từ ngày 23 tháng Giêng năm 2019 cho đến giờ này là đang trong vòng cái tháng Giêng, và người ta chờ đợi rằng cái sự biến đổi đó sẽ dẫn đến những biến đổi lớn trên toàn vùng Đông, vùng Nam Mỹ, nhưng mà cụ thể nhất là vùng của Việt Nam. Nếu như đây là một cái biến động chính trị riêng của Venezuela, thì tại sao chúng ta thấy là ngày hôm nay cái tình hình ở đấy nó lại tác động rất là lớn đối với toàn thế giới như ông mới vừa nói, bao gồm cả những đồng minh như là Tây Âu, Mỹ và kể cả Trung Cộng ở Việt Nam. Và cái vấn đề Việt Nam thì chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà bây giờ thì mời ông trình bày cái mối liên quan giữa Venezuela với lại Tây Âu nói chung và đối với Mỹ nói riêng, thưa với ông. Thưa cô, đúng, cái vấn đề Việt Nam chúng ta bắt buộc phải có một cái phần nói riêng. Bây giờ nói chung cái đã, vì đó là một nước dầu lửa. Mà dầu lửa thì liên quan đến với ai trước? Liên quan đến với những nước có sản xuất, những nước cần dầu lửa để sản xuất. Và những nước đó chính là người Mỹ, chính là ở Tây Âu. Mà có thêm một nhân vật nữa, nhân sự nữa, đó là người Tàu. Nhưng người Tàu như cái chương trình kinh tế của cô về kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, cái dầu của Venezuela mà đem chở từ Venezuela mà chở qua bên Tàu thì cái chi phí vận chuyển nó lớn quá. Thì người Tàu đã đi đến cái chỗ làm sao? Lấy cái dầu của Venezuela đi bán ngay tại ở cái thị trường Tây Âu và ở các nước đó với một cái giá lời gấp bội. Thành thứ, đồng tiền là liền khúc ruột, phía Tây Âu và người Mỹ bắt buộc phải đặt ra vấn đề. Vì thưa cô, cái vấn đề, tôi không phải là chuyên viên kinh tế, nhưng mà cô đã có cái chương trình kinh tế riêng. Tức là cái biến động về dầu lửa, về kinh tế, về tài chính ở Hy Lạp, ở Venezuela, nó tác động hết cả toàn cầu. Toàn cầu ít nhất là các cái thị trường của châu Âu. Cho nên châu Âu người ta phải có phản ứng. Nhưng trước khi châu Âu có phản ứng thì Tổng thống Donald Trump ông có phản ứng ngay. Và trong cái vụ này từ ngày 19 tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump ông đã có sự chấp nhận cái ông Tổng thống 35 tuổi mà tạm thời là Juan Guaidó đó. Và hơn nữa, trước chưa cần đến cái năm 2019 mà ngay tại ở cái diễn đường của Liên Hiệp Quốc từ năm 2018, Tổng thống Donald Trump ông đã cảnh cáo, ông đã đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là ông ta sẽ đánh sụp tất cả những cái chế độ xã hội chủ nghĩa, mà chế độ xã hội chủ nghĩa mà ông nêu đích danh tại Liên Hiệp Quốc tính là Venezuela. Như vậy thì không cần đợi đến tháng Giêng của năm 2019, mà từ năm 2018 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Donald Trump đã tuyên chiến một cách cụ thể là phải đánh sập tất cả những cái chế độ xã hội chủ nghĩa, mà cụ thể nhất ở vùng Mỹ Châu Latin tức là Venezuela. Thành thử thưa cô, và theo như cái nguồn tin ông Bolton là cái ông mà cố vấn về an ninh á, ông đã dự tính ra một cái kế hoạch đưa 5.000 quân Mỹ xuống Colombia, và từ Colombia mà đến qua Caracas ở bên Venezuela thì chỉ 45 phút tàu bay, nếu cái Maduro này sử dụng quân đội để trấn áp dân chúng thì người Mỹ sẽ ra tay vì có một cái hiệp thương về châu Mỹ và Mỹ Châu Latin. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.